Chị thổi kèn chắc số 1 luôn. Ừ, hay thiệt. Hay thiệt, mà nói đúng luôn rồi đó. Đó, mà nói đúng luôn. Chị thổi kèn số 1. Nha. Ba tò te, đây là anh. Đây là ba kèn to. To ta. Hồi Tết tao đi quýnh bài. Hồi Tết tao đi quýnh bài. Má tao á. Tao đi quýnh bài với má tao. Má tao vô sòng bài á, đã tao sợ rồi. Đã tao sợ rồi, tao bịt mặt lại. Tao mới vừa ngồi được chút xíu chưa kịp đặt nữa. Lan lan lan, giữ mặt ra cho mấy gì coi nè. Gửi giữ mặt ra cho mấy gì coi nè, mày thấy tức không? Mày thấy tức không? Ý má tao là thấy có con gái đẹp định khoe đó. Ông nội ý là con bịt mặt gì nè, ý là con bịt mặt gì nè, con ngồi con đặt thôi, con không dám nói chuyện với ai luôn á. Cái mấy đứa ở ngoài nó gái nhược đó, game cái bi gái nhược đó mà nó không kêu ngay chân mình nghe, mà nó cứ nói gái nhược đó, rồi nó bắt nhạc lên nó làm gùm beng hết trơn đó. Rồi má tao kêu má trong phòng bài nha, lan 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 bắt mở mặt ra cho mấy gì coi đi con, mở mặt ra cho mấy gì coi, tao như kiểu vậy nè. Ủa má, ủa má, công nhận thì chứ tao tức á. Mà mấy cái trường hợp nó khó đỡ lắm tụi bay ơi. Giống như kiểu gì nè, mấy giống như kiểu gì phải không, mấy người mấy người phụ huynh của mình kiểu có con đẹp hay hay cứ khoe mãi thôi cứ vậy đó, mà vô tầm mình là mình đang là người của công chúng mà, mình là ca sĩ mà, mình vô xong bài mình ngồi vậy đây là ta kém sang rồi, mình đã vậy cũng sơ cái mặt ra nữa, tức thì ghê á, muối xuất vô hết nướng lồn không chị? Nếu mà muốn hết nướng lồn phải không, chia sẻ livestream cho chị tặng cho trái chuối ăn cho hết nướng lồn nha. Còn muối này nó chỉ thăm thôi, muối này nó chỉ thăm thôi, ngày nào cũng xuất lên hả chị? Ừ đúng rồi cưng, ngày nào cũng xuất lên đi, chị đảm bảo cưng hết nha, chứ đừng có mua về tháng 5 xuất miếng, tháng 10 xuất miếng rồi quay qua nói chị giới thiệu không đúng chữ chị quýnh chết mẹ nha. Tối trước khi ngủ hoặc là đi chơi với bồ đó, người yêu đó này, nam nữ xài được nha, xuất lên đi chơi với bồ thông phúc nó đẻ nách cả hử hoài, hử xong đã quá quay quả lẹ mày luôn đó. Ghê chưa, ghê chưa, chị chửi thằng chồng giùm em đi, chị chửi thằng chồng em giùm chị đi. Ô lộn, chị chửi thằng chồng em giùm em đi, nó chơi game hoài nè. Con ơi mày nhìn cái máy tính nè, thằng chồng chị nó cũng chơi game nữa, mày học hỏi được ai mà ai mà chỉ chắc chỉ cách mà chị mấy thằng chơi game nói chị chứ chị cũng bó tay. Game đó chị thăm chim được không chị? Được nha Thư, được nha. Trời ơi cái mặt này để máy xuất ngố nè, cái mặt này hình như học lớp 6, lớp 7 mới ba lớn con chim bị thăm rồi hả con? Thăm túi tiền xuất được không chị? Thăm túi tiền gửi số tài khoản ở đây chị bắn cho một mớ xài cho nó bớt thăm nha em. Lẹm là gì đó chị? Lẹm phong, muốn biết lẹm là gì phong? Lẹm là một cái hình thức mà hai đứa nó gì nè, đó gọi là lẹm. Ngày nào cũng coi like bả ghiền luôn á, mà comment quá trời bóng thấy tôi trời. Cả tháng này tao có like đâu mà nói ngày nào cũng coi. Ăn gian nói dối tao, trời cái hũ thâm nách này vô mặt à. Chị ở xẻo chơm hả chị? Biết rồi hỏi chi vậy má? 800 ngàn hết thăm cái nết không chị? Mày muốn hết thăm cái nết không? Ra xóa ứng dụng Facebook, nghỉ chơi Facebook đi cưng. Là cái nết mày hết thăm liền. Tóc sao mà đen dữ vậy? Ừ. Nghe nói miền Tây. Con trai thật dễ thương hả? Nghe nói miền Tây con gái cũng dễ thương. Đó, thấy không? Hôm nay em làm gái miền Tây nha, hôm nay mới đi chùa về đó. Rồi bắt đầu bây giờ em lên đồi luôn. Ai khen em đẹp gái ngày hôm nay? Cũng vậy chứ em không có receipt nha mấy chị. Đó giờ họ bán không receipt cho ai hết trơn á. Rồi, tụi vậy chị. Mày nói tới tao một hồi nữa đó là tao quýnh chết mẹ mày nghe. Kệ người ta. Hàng là hàng Quảng Châu mặt bao mát, mặt không mát đem lại nhét vô trong họng của em á chị. Nhét vô trong họng của em, cái này là em bao luôn nha. Cái này là em bao luôn, hàng Quảng Châu siêu đẹp nè. Chất co giãn con làm chị 55 thứ đổ lại lẹm cho em. Kem 14 tuổi xài được không Bi? 14 tuổi đừng có bày đặt và gặm gặt nằm nợn cưng ơi. 15 tuổi hả xài? Đúng 15 tuổi. Quay lại cái livestream này kiếm chị Bi rồi mua kem mà xài nha. Còn mới có 14 tuổi là tuổi ăn tuổi học, đừng có báo cha báo mẹ. Nghe lời chị. Lo học chụp là cái mã gáp luôn. Đúng rồi. Lo mà ăn học đi. Mới có bà lớn à, 14 tuổi rồi bà đặt sức kem. Hồi còn tuổi của em chỉ còn ở chằn tắm mưa đó, tì ra mà xài kem.
Trời đất ơi, không phải con em đỉ thì chết mẹ với em à. Bán lọt khe không chị? Lọt khe thì cưng ơi, dùng cái thứ cưng mắc cỡ, cưng không đi ra chợ mua được thì cưng về cưng kêu mẹ cưng mua cho cưng đi. Mày lên livestream mày kiếm lọt khe.